Bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một món bánh xèo, món đặc trưng của người Việt Nam. Hôm nay mình sẽ làm món bánh xèo hải sản gồm có tôm và mực. Và mình sử dụng nước soda không đường, đó thì sẽ làm cho cái bánh xèo giòn tan, có thể được giữ được 4 5 tiếng. Nghe bác cần ha, dắt vào giòn nè. Nghe sập sập luôn. Bây giờ mời các bạn vào bếp, chúng ta cùng thực hiện món bánh xèo này nhé. Bây giờ mình sẽ pha bột bánh xèo. Đây là mình mua bột bánh xèo của Tài Ký. Đó. Thì một bịch bánh xèo này họ đã pha sẵn rồi, là 400 gram. Thì chỉ cần cộng 900 ml nước, đó là xong. Nhưng mà nếu các bạn muốn pha theo kiểu riêng của bạn thì muốn béo hoặc là muốn giòn thì mình sẽ dùng một cái lon nước cốt dừa, một lon nước cốt dừa. Một lon nước cốt dừa. Soda. Đây là nước soda không đường. Thì mình pha cái này vào thì thay cho nước lạnh, bởi vì mình dùng soda thì cái bột bánh xèo khi mình chiên nó sẽ giòn hơn, có thể giữ được lâu vài tiếng đồng hồ, ít nhất là 4 tiếng đồng hồ. Nó thì mình sẽ cho vào đây 2 lon soda. Nhớ là soda không đường nha các bạn. Xong mình sẽ đánh nó lên. Trong cái bột thì nó đã có nghệ rồi, nó không có hành, cho nên mình sẽ cho thêm hành lá. Hành lá thì nó sẽ đẹp cho cái màng nó đẹp. Đây, bột sau khi mình đã quậy và đánh tan thì nó như thế này. Sau đó các bạn sẽ để nó nghỉ trong khoảng 15-20 phút cho bột nó nở. Chứ nếu không các bạn chiên thì bột nó sẽ bị chai. Mình sẽ thái cà rốt, củ cải trắng để làm dưa chua. Sau mình thái mỏng, sau đó mình sẽ thái sợi. Nếu các bạn nào xiên thì mình thái này, còn nếu các bạn mà có cái dao bào sẵn á, thì mình bào thử nó nhanh hơn. Rồi, nếu các bạn nào khéo tay thì mình có thể mình tỉa hoa cho nó đẹp. Mình cắt như thế này, mình cắt khía nó. Đó, mình thái khía nó như thế này. Rồi đó mình sẽ cắt mỏng lại. Rất đơn giản. Đấy, thì mình sẽ có những cánh hoa như thế này. Này, cà rốt sau khi mình đã bào là thái mỏng như này, mình ngâm một xí muối với nước khoảng nửa tiếng, sau đó mình dắt khô như thế này. Đó. Đây là nước, sau đó mình pha nước giấm đường, pha nước giấm đường chua chua ngọt ngọt theo khẩu vị tùy thích. Ở đây thì mình dùng giấm táo, nó có cái màu vàng như thế này.
Nếu các bạn dùng mà giấm thường màu trắng thì nó đẹp hơn. Sau đó mình sẽ cho cà rốt ra mình ngâm. Do mình bào mỏng như bào sợi mỏng như thế thì mình ngâm khoảng nửa tiếng là mình có thể ăn được rồi. Đấy. Cái này mình làm hơi nhiều, mình sẽ để dành ăn dần, bỏ tủ lạnh. Dưa chua này thì mình có thể ăn được rất nhiều món, có thể ăn kèm với cơm tấm sườn, bánh bột lọc, rơi mặn, bánh mì, tùy thích. Làm nước mắm chua ngọt ăn bánh xèo thì chúng ta gồm có nước mắm ngon, tương ớt, ý ớt xay, hoặc nếu các bạn ớt xay thì dùng ớt trái cũng tùy thích. Ở đây mình không ớt trái mình dùng ớt xay, là chanh hoặc là giấm. Ở đây mình dùng giấm táo. Đó, thì đường cát thì mình cho 2 muỗng đường cát và khoảng 1 muỗng giấm, vì giấm này rất là chua cho nên mình phải pha thêm nước. Sau đó mình cho nước mắm và ớt vào thì nó sẽ có nước mắm như thế này, rất là vừa ăn. Nó vừa ăn, nhất chua chua ngọt ngọt nhẹ, giấm táo này rất là thơm. Đây là tôm và mực mình đã bóc vỏ và rửa sạch, sau đó mình trụng sơ. Vì nếu mình không trụng sơ thì khi mình chiên thì cái mực nó sẽ ra nước. Rồi nhân thì mình dùng kèm là nấm kim châm và củ hành trắng thái sợi. Thì có nhiều người cũng thấy mình dùng là củ sắn giá hay tùy thích, hoặc là măng. Thì ở đây mình kim châm dễ tìm thì mình sẽ làm nấm kim châm. Rồi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị bắt đầu chiên đây. Khi chảo đã nóng rồi chúng ta cho bột vào. Cho tôm mực vào. Nắp lại. Cho nó chúng ta sẽ dỡ nắp ra. Đó, và chúng ta hiên nghiêng cho đến khi mà nó vàng giòn. Đó, ăn hết. Cái dìa rất là giòn. Mình sẽ chiên khi làm bột nó cứng, nó giòn lên thì mình sẽ lấy ra. Nhá, giờ nó giòn. Đó, giờ nó đang giòn rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ gấp bánh lại. Chúng ta cho bánh ra dĩa. Bánh rất là giòn. Xẹp xẹp không? Bánh canh rất là giòn. Cái dìa nó mỏng. Mình chiên càng mỏng thì nó sẽ càng giòn. Dìa nó đã giòn rồi đó.
Dẫn chưa? Cứ thế mình chiên cho đến khi nào hết hết bột thôi. Rất là ngon. Các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một món bánh xèo, món đặc trưng của người Việt Nam. Hôm nay mình sẽ làm món bánh xèo hải sản gồm có tôm và mực. Và mình sử dụng cái nước soda không đường đó thì sẽ làm cho cái bánh xèo giòn tan, có thể được giữ được 4-5 tiếng. Em bắt cần ha, rất là giòn nè. Nghe sập sập luôn. Bây giờ mời các bạn vào bếp, chúng ta cùng thực hiện món bánh xèo này nhé. Đây, giờ đã xong rồi đây. Bây giờ chuẩn bị ăn thôi. Thứ nhất, chưa chua mình đã hoàn tất xong, bây giờ ăn được rồi đó. Cho tí dưa chua và nước mắm. Đấy, hấp dẫn chưa? Đĩa rau xanh tươi rất là ngon, gồm có salad, dưa leo, canh giới, nồi rí, cải salad và đặc biệt là phải có cải bè xanh. Ăn bánh xèo phải có cải bè xanh mới là ngon, mới đúng điệu. Bây giờ chúng ta thưởng thức thôi. Thưởng thức bánh xèo hải sản này, chúng ta ăn nhé. Nhất là chúng ta phải lấy cải bè xanh nè, cuốn vô cái bè xanh. Salad, ít gia canh giới, nồi rí, leo, cho bánh xèo vào rất là giòn. Theo trong ít tôm nè, mực nè. Đó, sau đó chúng ta sẽ cuốn lại như thế này. Đó, bây giờ chúng ta sẽ chấm mắm. Rất là ngon các bạn. Bánh xèo giòn, béo của nước cốt dừa và giòn vì có nước nước soda, nó làm cho cái bột nó giòn ha, rất là ngon. Mình ăn kèm với cải bè xanh, nó đắng đắng, nó làm cho cái vị giác, kích thích vị giác mình ăn rất là ngon. Rất là ngon các bạn. Nếu các bạn thấy thích ăn bánh xèo á thì hãy thử chiên với dùng nước soda pha với bột. Các bạn chiên thử đi, cái bánh rất là giòn và nó ròn tan, mình có thể để được lâu nữa. Mình ăn bắp nó mới ngon chứ ăn mình ăn đũa không có ngon. Phải dùng bắp, tôm,
mực đâu mà mực nè, nhí rau mực. Ngon quá. Nấm kim châm và củ hành nó làm nhân rất là ngọt. Như chưa mình ngâm mới có nửa tiếng à, mới giờ ăn được, nó vừa chua chua ngọt ngọt rất là ngon. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Xin vui lòng các bạn nhấn bấm subscribe hoặc nhấn nút chuông để được đăng ký và để nhận được những cái video tiếp theo của mình nhé. Bây giờ xin chào tạm biệt các bạn.